Đêm nay, ngoài hai giám khảo chính là nghệ sĩ Trung Dân và nghệ sĩ Kiều Anh, chúng ta cùng chào đón giám khảo khách mời, diễn viên Huỳnh Lập, lần đầu đến với sân khấu Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm. Dạ, con chào chú Trung Dân, em chào chị Kiều Anh, chào chị Cá Như, xin chào khán giả bên phải, xin chào khán giả bên trái, chào khán giả trên khán đài trên lầu nha. Với thời gian ngắn, các tiểu phẩm phải kèm theo những thông điệp của cuộc sống. Chú ơi! Cái gì? Xin lỗi chú, tại con nghèo quá. Đâu phải mình nghèo mình làm gì đâu con, nghèo cho sạch gấp cho thơm chứ. Cỡ này mà tôi còn bị bỏ nè. Huống chi? Vậy các thí sinh sẽ phải làm gì để chinh phục các vị giám khảo? Em có một cái sự duyên dáng từ gương mặt, đó là một cái ưu điểm rất là lớn đối với em. Thì em quá tài năng khi mà em hóa thân được ra được cái nét của một người già. Nhẹ nhàng, dễ thương, tôi sẽ cho bạn một cơ hội. Giải thưởng nhất tuần chỉ có một, kết quả sẽ ra sao? Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với người dẫn chương trình Vẽ Năm Niềm Nở, Khả Như. Quý vị thân mến, tôi là Khả Như, chào mừng mọi người cùng đến với Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và như thường lệ, xin được trân trọng giới thiệu hai vị giám khảo đặc biệt của chúng tôi, đó là nghệ sĩ Kiều Anh và nghệ sĩ Trung Dân. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong phim trường và quý vị khán giả đang xem chương trình Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Kiều Anh cũng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đã xem qua những tập phát sóng của Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm, và rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ thật nhiều, và cảm ơn những khán giả ở trường quay lúc nào cũng cho một cái không khí hết sức là tưng bừng náo nhiệt, nó nung đúc tinh thần của thí sinh. Cảm ơn rất là nhiều bên trái, cảm ơn rất là nhiều bên phải, và chúng tôi cũng rất là cảm ơn MC đứng kế bên tôi đã giới thiệu ra, nếu không có cô ấy thì chúng tôi không có đi ra được. Dạ, để cho cái phần ngày hôm nay thêm náo nhiệt, chúng ta sẽ chào đón một nhân vật náo nhiệt, hoạt náo, tinh nghịch, dí dỏm, đáng yêu, nghệ sĩ Huỳnh Lập. Ta-da! Chào mọi người, chào mọi người. Dạ, con chào chú Trung Dân, chào chị Kiều Quân, chào chị Cá Như, xin chào khán giả bên phải, xin chào khán giả bên trái, chào khán giả trên khán đài trên lầu nha. Mệt không? Dạ mệt. Mệt ạ. Dạ. Tại vì hồi nãy là MC Khả Như đã giới thiệu rất là nhiều tính từ về em, nên em phải thể hiện đúng cái tính từ đó, không thôi người ta nói chị viết quảng cáo xạo. Chị viết quảng cáo xạo. Dạ. Tại vì chương trình của mình là Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm rồi đúng không? Cho nên là em là giám khảo khách mời, nên là em cũng muốn mang đến những cái năng lượng vui tươi. Em làm thường trực cũng được mà. Em, dạ. Em làm thường trực cũng được, em ngồi luôn hai ghế không, của chị đi. Không sợ sao được chị. Không được vậy thôi. Thôi chị này. Cho chị xin lại nha. Không em thôi đang... mời xuống dưới ngồi để hai người cãi lộn tới khuya luôn. À, đâu dạ. Phải. Mà em thích cái ghế này không? Em thích ngồi cái ghế khách mời. Tôi qua ghế chị ngồi. Chị gài em đúng không? Chị cứ gài em mãi thôi. Luật thi vòng 1. Với vòng đầu tiên trong thời gian 1 phút 30 giây, thí sinh trình bày tiết mục của mình. Hết thời gian, thí sinh được 3 tim đỏ vào thẳng vòng 2. Chỉ có 3 suất vào vòng 2. Mỗi thí sinh vào vòng 2 sẽ được 1 triệu đồng. Thí sinh nào có 3 tim đỏ từ ban giám khảo sẽ vào thẳng vòng 2. Nếu có 2 tim đỏ thì sẽ vào danh sách chờ. Thí sinh bị từ 2 giám khảo trở lên bấm chuông dừng lại hoặc chỉ có 1 tim thì bị loại. Chúng ta cùng đến với vòng 1 của Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm. Hãy cùng chào đón thí sinh đầu tiên. Con xin chào ba vị ban giám khảo. Em chào chị Khả Như. Em tên là Trần Quốc Trạng. Em quê ở An Giang và em đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Giờ em sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Thời gian dành cho Quốc Trạng bắt đầu. Ủa làm gì ở đây đây? Làm phục vụ. Đi đâu đây? Đi nhậu. Vô quán cà phê mà đi nhậu là cái gì? Biết sao còn hỏi. Uống gì? Cho ly cà phê đen đi. Thôi đừng uống luôn. Sao vậy? Để dành tiền trả nợ đi.
Khùng quá à. Chúng ta gặp nhau là một cái duyên, và làm bạn cho tới bây giờ nè là một cái nợ. Trả hết nợ gọi là nghỉ chơi đó. Chúng mình phải nợ hoài, nợ hoài, nợ cả đời luôn. Nợ đâu cả đời, bây giờ không trả là đánh qua đời luôn nè. Nè nghe nè nghe, nhân viên không có đánh khách hàng nghe, khách hàng là thượng đế đó. Thượng đế thì lên trời mua ở đây bán cho người thường chứ không bán cho thượng đế. Tôi là người thường. Người thường uống cái gì? Người thường uống không? Uống éo đi, uống éo gì nè. Uống éo là vậy hả? Phải không? Uống éo là vậy phải không? Nhái bạn, nhái bạn. Đau. Biết đau không? Trời ơi. Nè nghe, cậu mới vừa sử dụng cánh tay trái tác động một lực 500 Newton lên bả vai phải của tôi đó. Rồi sao? Quản lý đâu? Nhân viên đánh khách hàng nào? Quản lý đâu? Quản lý giải quyết chuyện này cho tôi đi quản lý. Anh ơi, anh. Anh đừng có kêu quản lý đuổi việc em. Đây. Hồi nãy đòi tiền tôi là tôi ghét một rồi, bây giờ còn giả giọng người ta nữa, tôi ghét 10. Quản lý đâu? Thôi. Quản lý. Thôi. Quản lý. Thôi. Quản lý. Xóa nợ. Nói gì đó? Xóa nợ. Nói lớn lên. Tôi xóa nợ cho cậu. Camera ghi hình hết rồi nha. Đây là cậu nói á. Cảm ơn nha. Từ nãy giờ nói gì đâu có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn ngay về trước cái bài. Thôi. Trời ơi, tôi là hật ngốc nghếch ấy mà. Quốc Trạng đã hoàn thành thử thách của mình cùng với sự trợ diễn của Quang Nhật. Cảm ơn em rất nhiều nha. Vui quá à, bé này mặt tươi dễ sợ luôn. Dạ em xin mời nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. Quỳnh Lập đi chị thấy giống giống với nhau mời đó. Lập. Dạ em xin phép. Khi mà em mới vừa bước ra sân khấu này là anh có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng trẻ của em. Em đang rất háo hức để được thể hiện cho mọi người xem rồi. Dạ em cảm ơn. Cứ giữ cái nguồn năng lượng, cái sự nhiệt thành đó trên cái con đường sắp tới mà em theo đuổi. Chỉnh sửa một chút xíu thôi. Nếu mà có sự đổi vai vế á, anh thích em vào cái vai của cái anh mà nhân viên á. Anh thấy đa phần kết miếng là bạn á, nó bị uổng cho mình. Tự nhiên mình làm cái nền cho bạn kết miếng. Dạ yeah, nhưng mà có thả tim không ạ? Thả tim chứ. Có thả tim à? Dạ. Thế còn chị Kiều Anh ạ? Em có một cái sự duyên dáng từ gương mặt, đó là một cái ưu điểm rất là lớn đối với em. Thành ra mình phải đi vào cái chi tiết, vào tâm lý, vào từng câu từng mảng miếng nữa là em sẽ thành công và tuyệt vời. Dạ em cảm ơn chị. Dạ còn bác Ba Phi ạ? Cái mặt sáng trưng à, diễn cũng có duyên. Mà cái anh chàng diễn chung á, hai người cũng ăn ý nhau. Tôi cũng thích, cho nên là tôi cũng có thể cho bạn wow. Luôn cái này. Dạ cảm ơn chị. Ba Tiên xin chúc mừng Quốc Trạng. Hẹn gặp em ở vòng sau nha. Dạ cảm ơn chị. Chúng ta hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Dạ con chào ban giám khảo. Em chào chị Khả Như, con tên là Tú Nhi. Tú Nhi hơi rung á em. Thôi đừng có rung, tập sao làm vậy thôi. Chuẩn bị sao làm y chang vậy. Cố lên. Dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Thời gian dành cho Tú Nhi bắt đầu. Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm bơ 5.000 một ổ, ăn vô rất bổ, hỏng lỗ 5.000, mọi người hân hoan, niềm vui rực rỡ. Ngọc Nhi kính mời. Ủa mà cho chú hỏi con tên là Ngọc Nhi hả? Đâu có, con tên là Tú Nhi. Ủa sao con ai hi Ngọc Nhi bánh mì? Kể cho chú nghe nè. Ờ. Nghệ sĩ người ta có nghệ danh. Ừ. Con bán bánh mì phải có bánh mì danh. Bánh mì danh của con là Ngọc Nhi. A hi hi Ngọc Nhi kính mời. Ờ, mà thôi chú à, chú à, ngán bánh mì lắm. Con có bánh gì khác không? Có luôn chú. Bánh bò à? Có luôn. Đâu? Nè. Ồ, bánh tiêu. Có luôn. Trời ơi, cái này nè chắc chắn không có tô phở. Trời ơi, có luôn chú. Trời. Tô phở mới cũng có nữa trời. Có luôn. Nhưng mà chắc chắn cái này con sẽ không có. Cái gì chú? Cái bóp. Chú. Trời ơi, con bán bánh chứ con đâu có bán. Con có bóp chú. Không có. Con có bóp. Không bóp. Con có bóp. Thấy chưa? Tôi để cô mấy nay rồi, cô là chuyên gia móc bóp của người ta. Nay có chịu nhận lỗi chưa? Chú ơi. Cái gì? Xin lỗi chú, tại con nghèo quá. Đâu phải mình nghèo mình làm vậy con. Nghèo cho sạch gấp cho thơm chứ. Bây giờ chú dẫn con đi chỗ này ha. Chỗ nào chú? Lên đường. À, hay hay, Ngọc Nhi lên đường. Lên đường. Ngọc Nhi đã hoàn thành thử thách của mình cùng với bạn Hậu Lê ạ. À. Dạ, cảm ơn Hậu Lê ạ. À. Dạ em xin mời nhận xét đến từ giám khảo ạ. Cái này nó cũng nhẹ nhàng dễ thương. Tôi sẽ cho bạn một cơ hội. Dạ con cảm ơn chú. Chúng ta đã dấn thân vào cái con đường này rồi, nên thử thêm một lần nữa em nha. Chị giữ tim của chị lại nha. Dạ là hai tim.
Hai team có nghĩa là bạn sẽ ở vòng chờ. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có cơ hội để vào vòng sau nha. Chúc mừng hai bạn. Cảnh trí đạo cụ phim trường. Quý vị khán giả, ban giám khảo tất cả đã sẵn sàng. Thí sinh của chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Cuối cùng chúng ta cũng đã đặt chân lên đảo. Giơ tay hai chàng. Bắt đầu truy tìm kho báu. Kia, có một tảng đá có ghi dài dòng chữ cổ. Để tao coi trên đảo này có gì nguy hiểm. Thật không ngờ. Sao ta không biết chữ? Đại ca mà không biết chữ, vậy là từ đó giờ em theo một cái người mà không có kiến thức hay sao? Người ta có tiền. Có tiền hay được cái gì? Mua được kiến thức. Đúng vậy. Bá lên đọc. Cổ. À, không hiểu luôn. Trời ơi, không hiểu thì đọc lại đi. Cổ. Hiểu chưa? Không có hiểu. Tại sao bình thường nói chuyện hiểu còn bây giờ đọc lại không hiểu? Bình thường nói tiếng Việt ta còn khó nghe, huống hồ gì là nói tiếng cổ. Vô dụng. Nè, đừng có nghĩ rằng là người yêu của đại ca là muốn nói gì đứa mấy đứa lính này nói nha. Để tôi. Hay quá. Sao rồi? Nó hiểu rồi. Không thấy gì hết á. Sao vậy? Trời ơi. Một đứa nói thì tao không có nghe, một đứa hiểu thì không thấy đường. Vậy tao làm sao đây trời? Trời ơi, đơn giản quá mà. Khứa này dịch cho khứa này dịch lại cho khứa này. Trời ha, làm đi. Cổ này. Từ khi bước lên hòn đảo này, cổ. Chúng ta có 1 phút 30 giây. Cổ. Báo. Để tìm kho báo. Nhanh chân lên. Cố Quang. Sao vậy? Cố cổ. Hết giờ. Trời ơi. Quý vị thân mến, vậy là thí sinh đã hoàn thành thử thách của mình. Cho Như hỏi là ai thi à? Dạ. Ba bạn. Ba bạn, mình giới thiệu tên được không ạ? Dạ, chào quý vị khán giả, chào bạn giám khảo, chào chị Khả Như. Em tên Trần Kỳ và em đến từ Quảng Nam. Con tên là Thích Thiên Mãn, hiện tại đang là sinh viên trường Đại học Nghề Thực phẩm ạ. Dạ, con tên là Tất Thành, con học báo chí. Em tên là Khánh Linh. À, là em trợ diễn cho bạn hả? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em rất nhiều nha, chị xin phép giữ ba bạn ở đây nha. Cảm ơn Khánh Linh. Xin mời nhận xét đến từ chị Kiều Oanh ạ. Thì hiện nay bộ ba của các em đó là đông quân nhưng mà thật sự lại ít hài. Nhưng mà vẫn duyên dáng, vẫn có cái để cho người ta xem. Em thấy ba bạn này rất là tốt chất. Chưa tìm được một cái mảng miếng phù hợp thôi. Quan trọng là mình phải siết tiết tấu nó lại, làm sao cho cái tiểu phẩm của mình nó có một sự chú ý nhất định. Thả tim không thả ạ? Thả tim ạ. Thả tim đến từ Huỳnh Lập ạ. Cơ hội. Thả tim không ạ? Không. Anh không thả? Không. Rồi, anh ấy khó lắm. Thôi thì trái tim của chị sẵn sàng gửi đến ba đứa. Như vậy là nhóm của chúng ta đã vào vòng chờ. Xin chúc mừng các bạn ạ. Quý vị thân mến, hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Dạ, con xin phép chào chú Trung Dân, cô Kiều Anh, anh Quỳnh Lập và chị Khả Như cùng tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Anh Tú, mọi người hay gọi em là Biển. Biển đã sẵn sàng chưa Biển? Dạ đã sẵn sàng. Sẵn sàng mình thi ha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi đứng kiểu gì vậy bạn? Biết sử dụng thị giác không? Rõ ràng là bạn đụng tôi trước nha. Bộ bạn có vấn đề hả? Sao bạn biết tôi có vấn đề? Vấn đề của bạn là gì? Chiếc xe tôi bị hư, trễ giờ làm luôn rồi. Sao nói sớm? Tôi thợ với xe nè. Ủa vậy hả? Để tôi giúp cho. Hên quá. Trái qua phải nè, phải qua trái nè. Xong. Hay quá bạn ơi. Cảm ơn bạn nha. Tôi nói bạn nghe nha, xe tăng tôi còn số được, không chỉ xe này. Hay quá. Bạn xứng đáng á, làm thợ sửa xe suốt đời luôn. Bộ bạn cũng đang có vấn đề hả? Người yêu tôi bỏ tôi, nói y chang bạn câu đó đó. Thôi cố gắng lên, chuyện tình yêu mà. Bạn thấy tôi làm sao? Không, ý là nhìn tổng thể thấy tôi làm sao á? Thấy cũng đẹp trai, bảnh tỏn đó. Thì đó, cỡ này mà tôi còn bị bỏ nè. Huống chi người ta nói đúng, vừa nghèo
vừa xấu như tôi, bỏ là đúng. Sai. Để tôi nói cho bạn biết, làm trai phải đáng thân trai, đi đâu cũng phải ngẩng đầu, cố lên. Chắc chắn là như vậy rồi. Diễn đã hoàn thành xong thử thách của mình cùng với trợ diễn. Bạn tên gì ạ? Dạ em tên là Văn Tính. Cảm ơn Văn Tính rất nhiều nha. Cảm ơn bạn. Dạ xin mời nhận xét đến từ các vị giám khảo ạ. Nói chung là con có duyên, mặt cũng sáng sủa. Chú Dân sẽ tạo cho con một cái điều kiện. Còn mọi người có công nhận hay không còn tùy thuộc vào khả năng của con. Chú sẽ cho con một cái này. Wow, trời ơi. Mỗi lần mà chú Dân mà cho tim cái thiệt á, tim tôi nó nhẹ nhàng mà nó vui gì đâu luôn. Dạ. Khi em diễn em hoàn thành xong cái tiểu phẩm của mình, em có thấy hài lòng không? Dạ em thấy hài lòng, nhẹ lòng nữa. Muốn diễn nữa không? Dạ muốn nữa. Cho em một cơ hội diễn luôn. Trời dạ, ơi. Em cảm ơn Lập. Cảm ơn bé Lập nha. Rồi tới bé Kiều Anh. À, bé Kiều Anh là bé Kiều Anh đã gặp bé này lần thứ hai. Đúng không? Dạ, bé Biển. Dạ. Tức là bé Biển lần trước là phụ diễn thôi, phải không? Đúng không? Phim trường mình nhớ mà. Nhưng duyên dáng vô cùng tận. Cảm ơn Biển đã đến với cái biển lớn này. Và mong là Biển sẽ bơi tiếp trong cái biển này nữa. À, rồi, vào. Dạ, cảm ơn. Yeah, cảm ơn Biển nha. Hẹn gặp em ở vòng sau nha. Dạ, chúc chị. Mừng em. Dạ, cảm ơn. Quý vị thân mến, hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Và lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến chú Trung Dân, cô Kiều Anh, cũng như anh Huỳnh Lập, chị Khá Như một và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Tuyệt Kỹ Tiểu Lâm. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Tự nhiên cái nhìn cái đầu này cái chị nhớ em quá Lập. Dạ, đúng Lập rồi là... gắn liền với cái đầu tóc bạc mà dài thòn lòn đó. Không mà lúc mới vừa bước ra tưởng là một cụ già nào đó tham gia chương trình thật á. Thanh Lâm nhiêu tuổi rồi? Dạ hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của trường đại học giao thông vận tải. Thanh Lâm sẵn sàng chưa? Dạ rồi, dạ em sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Ngoại ơi, con về tới nè ngoại ơi. Ừ, báo tới. Ủa, mày về rồi hả? Ngồi đây với ngoại nè. Ủa, ngoại đang làm gì vậy? Tao đang giá đồ nè. Ủa, bay về rồi chừng nào bay đi? Gì vậy trời, tao mới về hỏi chừng nào đi. Con ở được nghỉ hè một tháng lận. Hả, một tháng? Sao vậy ngoại, con ở đây có 2 ngày hả? Ừ, 2 ngày thì được. Nhưng mà 28 ngày còn lại, mẹ con lên ở cùng con với ngoại luôn. Ừ, 28? Hả? Sao tao trốn vào cái số nào mà mẹ con mày cũng tìm tới hết vậy? Mẹ của con làm sao ngoại? Mẹ mày gặp tao là mượn tiền. Mà hỏi làm gì nói làm ăn. Tao thấy nó ăn không mà nó không làm. Con không có vậy rồi nghe. Năm nay còn xin giỏi luôn nè. Ừ, mày gì cũng giỏi. Giỏi nhất là giống mẹ mày. Phá làng phá xóm là hay hả? Thôi con không giỡn với ngoại nữa đâu. Con xuống bếp con chỗ tài nấu ngoại ăn cái món này. Ừ, thôi ngồi đây đi. Được rồi, để tao xuống cho tao nấu cho chứ đừng có mà không biết rồi phá ba cái chén dĩa của tao bể. Trời ơi, mày đừng có nói với tao là... Bể cái đống chén rồi ngoại ơi. Trời ơi, đúng là báo mà. Thanh Lâm đã hoàn thành thử thách của mình với sự trợ diễn của bạn Thành Lộc. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Dạ em xin mời nhận xét đến từ Quỳnh Lập. Mời Quỳnh Lập. Bà bạn Lâm ơi. Dạ. Khỏe hả bà ha? Dạ khỏe. Cái mấy cái kiểu già già này có phải sở trường của bà không? Dạ không anh. Ủa? Gì mà thoát vai liền vậy hả? Từ trước tới giờ chưa diễn bà già? Dạ chưa ạ. Ồ, nếu như vậy thì em quá tài năng khi mà em hóa thân được ra được cái nét của một người già rất là dễ thương. Anh dành một cái cảm tình đó cho em. Đó, là bởi vì anh cũng thấy hình ảnh của anh trong đó. Có thả tim không ạ? Đương nhiên là thả tim rồi. Yeah. Duyên dáng dễ thương. Cái tim này là chị định cho mà chị sẽ... Thôi thì cho luôn. Ờ đó. Wow, tuyệt cả là mời. Dạ con mời chú Dân ạ. Tôi sẽ không đưa cái này cho bạn nha. Tôi cất vào. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, không sao đâu em cũng vào vòng chờ. Vẫn có khả năng vào vòng sau nha. Cố dạ, lên nha. Dạ rồi. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn chị. Đây là những thí sinh ở vòng chờ. Tuy nhiên là ở đây là phần thi mà để cho công bằng á, thì nhóm chúng ta buộc lòng phải chọn lại một bạn thôi. Chúng ta chọn ai ạ?
Bạn Ngọc Phong tên gì em? Dạ em tên Thành. Bạn Thành sẽ ở lại. Dạ em xin mời thử thách đến từ ban giám khảo ạ. Ban giám khảo chúng tôi xin được cử người nhỏ tuổi nhất, anh Trung Dân. Thử thách của ông nội là đứa nào làm được thì ông nội sẽ cho đất, cho nhà, cho mỏ dầu. Vợ làm gì ông nội? Mày làm gì mà ông nội coi được thì ông nội sẽ cho. Để con cho. Con làm gì vậy? Con bắn bi. Bi đâu con bắn? Là con bí văn đó ông nội. Trời đất ơi, chị ba. Chị ba nói kỳ quá à. Nè, để ông nội để con làm cho nha. Rồi. Con bắn gì vậy? Con bắn chim á ông nội. Con bắn bằng gì? Dạ con bắn bằng ná ông nội. Con bắn sao thấy chim, con bắn thấy trúng quỳnh lập cho bắn chim đâu. Chết rồi, để con học lại nha ông nội ơi. Để tao anh hai. Dạ anh hai làm đi. Ba ơi. Ông nội là ba. Ông nội là ba. Gì vậy? Làm ông nội, con là trưởng. Con nghĩ là con sẽ cải tạo tốt ở mấy cái công việc của ông, cho nên là ông cứ giao cho con và con chắc chắn con sẽ đảm nhận tốt và quản lý tốt và để cho cái công việc nó phát triển và nó bay xa hơn nữa. À, hả? Bây giờ ông nội tính ông nội không có chia đất cho con, không chia nhà, không chia tài sản cho con. Nhỏ này con gái có gì theo chồng thì hưởng. Đúng rồi ông nội cho ơi, con này à. Nè, cho thằng này nè, à, này là, này quý tử nè. Dạ đúng rồi. Cho nó hết, cho con còn đi. Hai đứa tụi bay khỏi vậy đi ha. Đúng rồi, cho con đi. Anh hai già rồi, không có làm được gì hết. Còn lớn lên còn nuôi ông nội. Ờ, vậy giỏi đó nha hông. Dạ. Ừ. Rồi, của mày hết đó. Ừ. Của mày luôn đó. Ờ, vậy em hỏi anh chị nè. Ủa, sao anh chị nói anh chị có kinh nghiệm. Vậy anh chị về đây làm gì? Ê, mục đích tao về đây, tao về thăm ông nội. Trời ơi, tao khỏi gây khỏi đi. Ông nội không có gì hết trơn á, ông nội nổ đó. Ông nội trên tóc bạc ở dưới đâu dép thôi à. Thôi đi xuống nhanh. Không có gì hết á. Dạ. Trời ơi, ông nội là bác Ba Phi mà hơi đâu mà bị gà không biết nữa. Nghĩ sao mà ông nội có mỏ vàng, mỏ kim cương rồi đủ thứ. Làm gì có. Không sao hết trơn á, ông nội ơi. Trên răng dưới dép thôi à. Trên tóc bạc. Trên tóc bạc dưới dép. Như vậy là các bạn đã vượt qua thử thách đến từ giám khảo Trung Dân. Rối không? Bị sợ đúng không? Dạ. Em sao kêu ba hoài em run, em run. À run, bị hồi hộp. Dạ. Tưởng cái đầu tóc giả còn trên đầu đúng mình rồi, bị nhập vai đó. Nhưng mà tôi thấy vậy nè, ba bạn làm tôi thất vọng. Một cái tình huống tôi đưa ra nó rõ ràng như vậy mà các bạn không có biết xử lý. Các bạn phải tranh giành để được gia tài. Nhưng mà tại vì các em không biết như thế nào cũng phải cứ xui theo. Với lại cái bạn áo đen là trời ơi, bây giờ là đang thử thách để mình giành chiếc vé ưu tiên vào. Mà em tự nhiên em bắn bi rồi em bí văn là sao? Đúng không? Nó uổng quá. Nhưng mà không sao đâu. Mình phải học tập từ từ. Nghệ thuật nó là một cái lớp dài vô tận. Tới bây giờ chị Vinh Dân hay tất cả những cô chú đi trước người ta vẫn phải học thôi. Dạ rồi. Dạ Như xin mời hai bạn còn lại của nhóm chúng ta ra để nhận kết quả đến từ ban giám khảo ạ. Dạ em mời giám khảo Kiều Anh chúng ta đưa kết quả ạ. Chị Kiều Anh xin được đại diện cho ban giám khảo và tụi chị cũng đã thống nhất với nhau được đi tiếp trong ba nhóm thì đó là bạn. Già nhất trong nhóm Thanh Lâm. Như vậy là Thanh Lâm sẽ đi tiếp vào vòng trong. Xin chào tạm biệt các bạn còn lại. Mong là các bạn sẽ trao dồi để mà có thêm nhiều cơ hội nữa trong nghệ thuật nha. Cảm ơn các bạn. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 2 của Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm. Luật thi vòng 2. Tại vòng này, mỗi thí sinh có 2 phút thể hiện tài năng của mình. Thí sinh nào giành nhiều tim hơn từ ban giám khảo sẽ giành chiến thắng. Và mỗi thí sinh sẽ nhận được 1 triệu đồng. Sau vòng này, chỉ 2 thí sinh được đi tiếp. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với vòng 2 của Tuyệt Kỹ Tiếu Lâm. Và đây là phần thử thách của bạn Quốc Trạng với sự hỗ trợ của bạn Quang Nhật. Xin mời. Dạ anh ơi, em đến cắt tin phim. Sở trường của em là gì? Sở trường của em là diễn bi. Đâu diễn coi coi. Dạ. Trời trời. Ủa em diễn gì vậy? Dạ em diễn bi. Em ơi diễn bi là diễn bi gì? Bi da. Bé ơi bé, diễn bi là bi buồn á. Em buồn mà. Từ nãy tới giờ đục hoài có vô cái lỗ đâu. Thua tới nơi sắp rớt vào nước mắt bên trái rồi nè. Trời ơi hay quá em ơi. Ủa em làm gì nữa vậy? Em cắt cây cơ. Trời ơi thông minh. Dạ cảm ơn. Thôi bây giờ anh cho em một bối cảnh khác ha. Dạ. Trong nhà ga xe lửa. Trong em là một người đàn ông đi yoga. Dạ em đi yoga. Ừ. Ủa em làm gì vậy? Dạ em đi yoga. Em ơi yoga là vô nhà ga xe lửa chứ không phải đi tập yoga. Dạ em xin lỗi đây em xả dáng.
Ôi da, anh ơi, anh xài giấc xài cách bị dợp bẻ, đau quá, đau. Trời ơi, tội nghiệp em quá à, em đi vô ga xe lửa giùm anh đi. Nhưng mà dợp bẻ em đi không nổi, giờ cho đứng sẵn trong ga luôn được không? Rồi em muốn làm gì em làm. Dạ. À. Dạ diễn xong rồi. Có diễn gì đâu xong. Dạ xe lửa mới chạy qua rồi. Vừa xong lên xe á. Anh kêu đứng đợi thôi chứ đâu kêu lên. Trời ơi, sao em tưởng tượng ghê quá em ơi. Dạ cảm ơn anh. Thôi bây giờ anh cho em một bối cảnh khác trong phim anh luôn. Trời ơi, hay quá. Em là một con hồ ly. Em là con Nhã Ngọc ra cứu công chúa. Ủa em làm gì vậy? Dạ Duy Ngọc nó lăn. Trời ơi hay quá em ơi. Dạ cứu công chúa ơi. Bây giờ em banh miệng công chúa anh à. Em ơi người ta con gái mà banh miệng gì. Vậy thôi em bóp mũi. Bóp mũi chi vậy? Bóp mũi thở không được hả? Không thở em bỏ ngọc vô. Trời ơi giỏi quá em ơi. Dạ anh có. Anh thấy em là biến hóa khôn lường á. Dạ. Anh thấy em hợp làm hợp vai. Hợp vai gì vậy anh? Ở vai con tắc kè. Trời trời. Quốc Trạng đã hoàn thành thử thách của mình. Xin mời nhận xét đến từ giám khảo ạ. Trong cái tuyệt kỹ Tiểu Lâm cái vòng này nè, em hơi bị tham đó. Sao không để dành cho vòng sau nữa nha. Chị sợ vòng sau mà không được như vậy là chị trừ điểm ráng chịu. Tại vì vòng này quá nhiều. Nhưng mà một điều đáng khen dành cho Quốc Trạng cùng với người bạn của mình đó là cái nhịp á, cái tiết tấu á. Trời ơi, hai bạn làm cuốn. Hình thể, dạ. Tiết tấu, kịch bản. Chứ lại em thấy kịch bản này rất thông minh. Thông minh rằng là nó cho bạn tha hồ sáng tạo. Bạn muốn gì cũng được chứ. Thì chính là bạn thông minh cho nên bạn nghĩ đủ thứ đó. Dạ cảm ơn. Điển và Tín, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. 3, 2, 1 bắt đầu. Mời thí sinh tiếp theo. Dạ em chào đạo diễn. Chào em. Em từ đâu tới? Dạ em từ quán cơm Bà Tư Mập tới. Ăn xong là em giọt qua đây luôn á. Ai hỏi? Anh hỏi. Tôi hỏi em là quê quán em từ đâu tới đây. Dạ trời ơi. Dạ quê quán em từ An Giang đến. Vậy mình bắt đầu buổi casting ngày hôm nay luôn nha. Dạ. Em diễn cho anh một vai người yêu em, cắm sừng em, sau đó mời đám cưới em. Cho em nắm giữ lấy cảm xúc. Khỏi. Rang rang rang. Có điện thoại, có điện thoại. Alo. Em nói cái gì? Em có thai người ta rồi hả? Em nói cái gì vậy Thâm? Thời gian không thôi đẩy làm em thay đổi rồi. Cắt. Anh hận em. Em diễn quá nhập tâm em ơi. Em không thoát tôi được đâu diễn ơi. Giờ mình kéo múa lên nha. Vui vẻ lên. Vui vẻ lên. Diễn cho anh vai trúng số. Trúng số. Trúng một tờ vé số. Sẽ làm thay đổi cuộc đời em. Thay đổi cuộc đời em. Bắt đầu. Đó giờ chưa trúng số nên không biết đạo diễn rồi. Vai đậu đại học. Đậu đại học. Đúng rồi. Đậu đại học. Bắt đầu. Đậu đại học. Đậu đại học. Đậu đại học. Lớp 5 em nghỉ rồi. Em diễn vai động vật cho anh được không? Cái này được, đạo diễn cái này được. Diễn con chó cho anh coi. Hay quá. Con khỉ. Hay hay hay. Cái này hay nè. Này hay nè. Em làm vậy. Mấy con khỉ nó hổn lắm đạo diễn. À, biết nhảy không? Dạ biết luôn. Nhảy đi. Ê, hey, everybody say, ê, bên trái ơi, ê, bên phải ơi. Anh đã có vai dành cho em. Thiệt hả đạo diễn? Em cảm ơn đạo diễn. Xuất hiện 5 giây đầu, chụp hình em làm poster, trailer, t-shirt của phim ngàn tỷ của anh. Anh sẽ chạy quảng cáo to cầu. Trời ơi, quá đã luôn. Trước giờ em luôn hoài nghi về năng lực của em mà bây giờ em sáng tỏ rồi. Em sáng tỏ rồi đạo diễn ơi. Vai nhảy cầu nha em. Vai nhảy cầu? Không, vận động viên nhảy cầu. Quá đã luôn. Điển và Tín đã hoàn thành thử thách của mình. Em xin mời nhận xét đến từ các vị giám khảo ạ. Nó bị trùng cái ý tưởng với lại cái tiểu phẩm trước của bạn Trạng á. Cho nên là nếu như mà có một cái ý tưởng như vậy, người ta cần một cái sự đột phá khác hơn nhiều. Hơi tiếc một chút. À, chị nghĩ rằng là em còn nội lực rất là nhiều. Hai đứa vẫn còn nội lực. Tại vì mình hơi bị xui. Thi cử nó cũng có vào hên xui chứ bộ em. Tự nhiên đụng nhóm trước cái ý tưởng nó trùng nhau. Phải chi thi đừng có nhóm trước mình ngon rồi. Đúng không? Mà tại có nhóm trước bây giờ phải vô chuẩn bị tiếp. Nếu có cơ hội vào vòng trong phải vận động đầu óc. Dạ em cảm ơn nhận xét đến từ các vị giám khảo ạ. Tạm biệt hai bạn, hẹn gặp lại dạ, nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Sẵn sàng rồi, Lâm đã sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Kính chào quý khách ạ. Sawadika. Khạp cu la, khạp cu lèo. Thôi nói tiếng Việt đi em, chị biết được con chữ đó hả? Ủa, gì trời, mời chị ngồi. Ngồi đâu em? Ngồi ghế này chị. Ờ, vậy hả? Ừ, không biết là mình tới đây mình tư vấn sản phẩm gì chị ha? À, em lấy cái đôi giày nào, học cái level của chị á.
Em nghĩ cái phong cách của mình là thích đi mây về gió, thì em nghĩ là mình cưỡi con này hợp nè. Chị chịu không? Chịu, em mang cho chị đi. Liền nè, đây. Chị ơi, thấy chị có thấy một người sang trọng nào mà như em? Lẽ ra em phải là những cái người mà cành vàng lá ngọc, em phải tiếp khách VIP chủ tịch. Em ơi, chứ không phải là ngồi đây em mang cho chị đi em. Chị ơi, gỡ cái đôi giày ra chị ơi. Em ơi, chị thấy em tiếp chị không có vui á. Em hồi nãy giờ rất là vui, nếu mà em không vui là em không có tiếp chị đâu, thật sự. Em ơi, đủ rồi. Hồi nãy giờ á, chị chỉ có nói chuyện như vậy với em thôi. Thật sự ra chị á chính là quản lý ở đây. Hả? Quản lý hả? Chào quản lý. Em có cách cư xử với khách như vậy đó hả? Chị ơi, người ta vô người ta đâu có mua hàng của mình đâu chị. Em ơi, đâu phải nhất thiết là ta vô cửa hàng là ta phải mua. Dạ em biết lỗi rồi, có gì lần sau em sẽ rút kinh nghiệm mà. Không có lần sau nữa. Em nghỉ việc liền cho tôi. Hả? Lâm đã hoàn thành thử thách của mình. Xin mời nhận xét, xin mời Huỳnh Lập ạ. Khi bản thân em á, em muốn em là một nhân vật xéo sắc thì em phải quy định ngay từ đầu lý do gì nhân vật này nó bị như vậy. Có thể là cho cái bà này nè, bà mặc đồ xuề xòa hay kiểu là đồ mà nhìn vào nó sẽ toát lên cái người là không có tiền kiểu như vậy. Thì em mới cảm giác em khinh thường, em xem thường người ta, em không tiếp. Còn hiện tại rằng là một cái quý cô xuất hiện quá là sang trọng để mắc gì em không tiếp người ta. Không có lý do gì để em có cái tính cách để mà em hành xử như vậy. Nên cái tính cách nhân vật mình nó bị lỗi, người ta còn tông tin. Anh thích cái tiểu phẩm của bà lão của em hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn Thành Lộc ha. Dạ, xin mời các thí sinh còn lại chúng ta bước ra sân khấu luôn ạ. Quý vị thân mến, và đây là ba thí sinh của chúng tôi, Lê Lâm, Quốc Trạng và bạn Biển. Xin mời nghệ sĩ Kiều Anh công bố ạ. Rồi, chúng ta chia tay một bạn mà rất dễ thương và tôi rất là quyến luyến mà bắt buộc tôi phải chia tay thôi. Vì sự công bằng, tôi sẽ chia tay. Bà già mớm mớm dễ thương. Không sao ha, vì em đã có một cái phần thi rất là dễ thương, như nghĩ là ấn tượng dành cho em mà quý vị khán giả cũng cảm thấy rất là thích rồi đúng không? Dạ. Rồi xin chúc mừng hai bạn Quốc Trạng và bạn Biển vào vòng sau, cố gắng lên nha. Luật thi vòng 3. Tại vòng này, các bạn sẽ trải qua hai phần thi. Phần thi đơn, mỗi bạn có 2 phút 30 giây để thể hiện tài năng của mình. Tại phần thi kết hợp, hai bạn sẽ kết hợp với nhau diễn chung một tiểu phẩm. Với đề tài và đạo cụ do ban tổ chức chuẩn bị sẵn, các bạn có 2 phút 30 giây. Vòng này, tiệm vàng sẽ xuất hiện. Mỗi tiệm vàng tương ứng là 5 điểm và trị giá 1 triệu đồng. Thí sinh có quyền dùng tiền thắng từ 2 vòng trước để mua tiệm vàng hoặc không mua. Khi mua thì số tiền sẽ bị trừ đi. Lưu ý, dù thí sinh có dùng tiền thưởng hay không, thì số tiền thưởng ở 2 vòng trước lúc này cũng về không. Thí sinh có nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng 10 triệu đồng, người thua sẽ giành 3 triệu đồng. Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với vòng 3 của Tuyệt Kỹ Tứ Lâm. Và đây là phần thi của bạn Biển cùng với sự trợ diễn của bạn Tín. Hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu! Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi Ông Trời Có Mắt, phải tổng trị giá giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng. Sắp giàu rồi. Đổi đời ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Vòng 1 sẽ là thử thách thật thà, đổ nước vào ly để trả lời cho từng câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, ai là người có tủ lượng 10 lon? Tôi chứ ai, nhìn cái bụng bạn là biết rồi. Chính xác. Câu hỏi thứ hai, ai nhiều người yêu cũ hơn? Có sao nói vậy đi, thật thà mà. Chính xác. Câu hỏi thứ ba, ai đẹp trai hơn? Thấy bạn đẹp hơn á. Bạn đẹp hơn mà. Hai đứa đều đẹp. Vậy đi. Cái này tùy gu, ban tổ chức không nói được. Câu hỏi thứ tư, bạn gái của ai đang mang thai? Bạn là bạn thân của tôi mà. Bạn gái tôi đang mang thai không lẽ bạn không biết? Thì đó. Chính xác. Đắm người yêu bạn chứ ai. Vậy ai là ba của đứa bé? Người yêu tôi đang mang thai, không lẽ bạn làm ba? Giỡn hoài. Cũng có thể đó. Là sao? Tôi xin lỗi, thật ra
Thật cả sao? Thật là bạn chứ không lẽ tôi trời khùng hay gì, nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mình không là anh em với nhau. Chính xác. Vậy này là sao? Bạn tổ chức đi, nhầm lẫn là bạn tổ chức đi. Trục trặc kỹ thuật, trục trặc kỹ thuật. Đáp án chính xác, cậu là người tốt. Nói rồi, bạn tổ chức làm vậy là chết em luôn rồi. Này nóng tánh lắm. Tiếp tục đến với vòng 2, hỏi xoay đáp xoay. Câu hỏi đầu tiên, quyền gì không phải của em? Em gì? Em người yêu hay gì? Quyền không phải của em người yêu á là quyền kiểm soát, ghen tuông tầm bậy tầm bạ. Đúng, không có quyền đụng như cái điện thoại của tôi. Quyền hỏi lương hay gì? Tối ngày hỏi lương đâu, lương đâu, lương đâu? Lương sân bá hay vậy? Áp lực cũng chết. Chốt đi. Quyền kiểm soát. Không, chính xác. Gì không chính xác? Đáp án đúng là quyền không phải của em là quyền anh. Cũng hay á chứ. Cũng có nghĩa nha. Còn bao nhiêu câu hỏi nữa, mang hết ra đây. Đem hết ra đây. Còn ở đâu mà mang? Hết thời gian rồi. Số tiền thưởng sẽ vẫn mãi là của ban tổ chức. Xin mời hai thí sinh ra lấy hai ổ bánh mì rồi tự đặt vé xe đi về. Chị là nghèo nữa rồi. Khoan, lúc nãy ban tổ chức hỏi á, ai là ba của đứa bé? Sao tôi thấy bạn lưỡng lự gì vậy? Thì của... Của ai? Của ai? Của bạn chứ của ai. Hồi bữa đi siêu âm thằng nhỏ có hai cái đồng tiền không nhớ hả? Ừ he. Tôi có một cái nè. Thì đó. Tôi hai cái lận. Biển đã hoàn thành thử thách của mình cùng với sự trợ diễn của bạn Tín à. Xin mời nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. Bản lĩnh, bình tĩnh, tự tin, giật giải. Vậy thôi. Wow. Được. Mình coi á, mình mới thấy rằng là cái sở trường của bạn á, thật ra nó không phải rằng là hài tính cách, mà nó là hài tình huống. Yeah. Đúng không? Yeah. Tất cả những tình huống đưa ra đều chéo ngoe. Cho nên là cứ phát nguyên những cái hài tình huống nha. Thật ra hài tình huống cũng là một cái hài rất là khó. Chúc mừng bạn đã hoàn thành cái tiểu phẩm của mình. Dạ, yeah, cảm ơn phần nhận xét đến từ các vị giám khảo. Chúc mừng hai bạn nha, chúng ta vào trong chờ đợi kết quả nha. Quốc Trạng đã sẵn sàng cùng với người bạn của mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Trạng ơi, hai mình chơi nhà chòi đi. Mình làm ba, bạn làm con. Nhưng mà bạn bằng tuổi mình, sao bạn làm ba mình được? Thì mỗi người làm một chút xíu thôi. Ờ, à, được. Quốc Trạng quỳ xuống. Hả? Tại sao đi học mà để bị không điểm? Tại con quên học bài. Quên học bài là lỗi do con nè, đánh nè. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Ba làm ba tôi sao mà đánh tôi ra ngoài vậy? Ba tôi ở nhà tôi đâu đánh tôi đâu. Hả? Tại ba mình đánh mình nhiều lắm. Thôi, thôi, đưa đây tôi làm ba bạn cho. Ba làm ba bạn đánh hoài à. Vậy bạn làm ba đi. Quang Nhược. Dạ. Nói cho ba biết con có bị ghi sổ đầu bài không? Dạ con có bị. Con bị tội gì? Dạ con bị 10 điểm. Con bị 10 điểm thì đâu có đánh được. Toán con được bao nhiêu? Dạ 9. 9 điểm là điểm giỏi rồi. Văn. Dạ văn 9 gữ. 9 gữ là giỏi hơn toán luôn. Còn thể dục thì dạ, sao? Thể dục 10 luôn. Thằng này văn võ song toàn rồi trời. Ê, cậu văn võ song toàn vậy á? Mà sao ba bạn đánh bạn hoài vậy? Thì ba mình đánh mình nhiều mình mới văn võ song toàn vậy á. Trời ơi. Vậy thôi nè, bây giờ ba hỏi con. Thôi bạn đừng có hỏi nữa, hết giờ làm ba rồi. Sao nhanh quá vậy? Mỗi người chỉ được làm một chút xíu thôi, không có đủ thời gian. Vậy thôi nè, bạn làm ba tôi đi. Nè, Quốc Trạng. Dạ. Cho ba hỏi. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ thì sao? Con cãi cha mẹ thì cha mẹ tức. Cha mẹ tức rồi, cha mẹ đánh. Dạ, thôi thôi, cho hỏi con câu khác đi. Câu khác này khó, con không biết. Câu khác vậy à, ăn quả thì sao? Ăn quả thì ngon. Ăn quả ngon hả? Ăn ngon. Cây ngon hơn nè. Nè ui da, ui da. Thôi, mà bạn làm ba tôi bạn đánh, bạn hỏi mấy câu khó quá à. Tôi không biết đường trả lời, tôi làm ba bạn cho. Thì bạn làm ba đi. Đây, nè, Quang Nhật. Dạ, 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 dạ. Quang Nhật, trả lời cho ba biết là nhà Lan cách trường 3 cây số. Mỗi ngày Lan đi học mất 30 phút. Hỏi Lan đi học với ai? Lan đi học với mẹ. Sai. Với ba. Sai. Với Điệp. Sai. Sai đâu sai. Chứ sao mà đúng. Bộ không có nghe hả? À, chiều tan trường về Điệp cùng Lan chung bước đó. Gì kỹ vậy? Thôi bạn không có kiến thức làm ba rồi, để mình làm cho. Đây. Thôi. Quốc Trạng. Hả? Ba hỏi đi. Hỏi. Ba hỏi đi nhanh lên. Hỏi. Hỏi đi, hỏi đi nhanh lên. Nhanh lên. Hỏi đá xanh riêu bao nhiêu tuổi đời, trả lời đi. Đá xanh riêu bao nhiêu tuổi ai mà biết? Không biết thì đánh rồi. Ôi da, đánh. Ôi da hai. Chứ đá xanh riêu bao nhiêu tuổi? Hả? Mình cũng không biết nữa, tại bạn nói bạn không biết mình đánh thi á. Ê, bạn cũng không biết thì đưa cái cây đây mình đánh bạn luôn. Thôi mình là ba bạn á. Là mình đánh bạn mình bị hổn á. Chứ gì nữa. Thôi tôi không chơi đâu, tôi về nhà tôi mét ba tôi. Thôi đừng mét ba mà. Chứ giờ làm sao? Bạn mà mét ba là biết ba bạn nói gì không? Nói gì? Hả? Con dám vu khống bạn hả? Ra là đánh hả? Con mà ba ơi, ba đừng đánh sợ nữa nè.
Quốc Trạng đã hoàn thành thử thách của mình ạ. Dạ, xin mời nhận xét đến từ ban giám khảo. Từ ba cái kịch bản, chị vẫn thích cái tiết tấu vô cùng tận. Dạ, cảm ơn chị. Và chị mong là tụi em sẽ kết hợp với nhau như thế này để chi không phải cho riêng chương trình Tuyệt Kỹ Tiểu Lâm mà cho tất cả những khán giả mà người ta yêu thích hài có những cái món ăn tinh thần có giá trị như thế này. Chị rất cảm ơn. Dạ. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ vào trong để chuẩn bị đến như một cái phần quan trọng hơn nữa. Quý vị, chúng ta hãy cùng đến với thử thách ứng diễn. Và đây là thử thách ứng diễn. Hoàn cảnh đưa ra đó là các bạn sẽ lạc trên hoang đảo. Và đạo cụ như đang cầm trên tay, đó là một cái sổ nợ, hợp đồng vay mượn đó, và một tấm ảnh gia đình. Hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Ba ơi, mình đi về nhà đi chứ con ở đây con sống không có nổi. Con ơi, sao mà không nổi con? Bây giờ hoàn cảnh mình như vậy rồi, ba có muốn đâu. Ở ngoài đây thiếu thốn đủ thứ hết trơn á. Con muốn, con thèm mấy cái món ở trong đất liền của mình. Con thèm cháo ếch. Cháo ếch hả? Dạ. Ba có cháo ếch ô được không? Ếch ô gì ba? Ếch ô ếch á. Trời ơi, ô bữa giờ ơi, con không muốn cái ếch đó. Trời ơi, mày nhắc cháo ếch tự nhiên ba thèm nước ngọt có ga quá ta. Ba thèm nước ngọt có ga hả? Mình tưởng tượng đi ba, ngoài đây không có thì mình tưởng tượng nè. Bật nút. Ba uống đi. Ôi trời ơi, đã vậy. Đã ba. Quá đã luôn. Ba uống nữa không? Nữa nữa. Uống nữa, ba với con đi về đất liền đi. Con hứa là để con mua cho ba một thùng luôn. Trời ơi con ơi, đừng có áp lực ba nữa. Ba đâu có muốn gì đâu, ba tìm đủ mọi cách rồi. Không, con muốn. Bây giờ ba tìm cách đi, con muốn về đất liền liền bây giờ. Nhưng mà bây giờ ba không thể về liền được. Tại sao ba không về liền được? Tại vì... Tại sao? Tại vì... Ba... Giấy này không... đúng không ba? Sao con... Có cái giấy nợ của ba? Sao ba bắt nợ mà ba không cho con biết? Thì... Sao mà ba cho con biết được? Ba không muốn con lo lắng gì chuyện gia đình mình. Bây giờ ba trốn nợ ba muốn ở đây đúng không? Vậy thì ba ở đây đi, con đi về đất liền một mình. Tại sao con phải gấp gáp như vậy? Tại vì trong đất liền có một thứ rất là quan trọng với con. Có phải là cái này không? Sao mà có nó? Rồi bữa lạc vô đây, ba bơi vô mày, ba lụp vô đó. Trời ơi, bữa thẩm ba bơi. Con tưởng đâu ba bơi về đất liền, ba bỏ con ở đây một mình rồi. Tao phá mày mà, tao làm gì kỳ vậy? Chỉ duy nhất cái này là có đủ mặt mẹ, ba và con. Ôi, bây giờ mình về đất liền lại nha con. Bây giờ ba sẽ cố gắng, ba sẽ gia đình làm lại tự động cho con. Ba xin lỗi, ba cũng xin lỗi con. Bây giờ mình về ba về con ơi. Ba về bằng cách nào? Không có cách về. Trưởng thẳng ra con. Vậy là cái tô cháo ớt đồ ớt của ba là có tác dụng hả? Hai bạn đã hoàn thành thử thách của mình. Em xin mời nhận xét đến từ ban giám khảo ạ. Cái tình huống này đưa ra cũng khá là khó cho hai bạn á. Có nghĩa là mình phải tưởng tượng rằng là mình sẽ phải làm gì ở một cái nơi rừng thiêng nước độc đảo quan, mà trong những cái sự lo lắng đó phải mang đến những cái tiếng cười cho khán giả nữa. Thì có thể thấy rằng là sự hóa thân, mỗi người sẽ có một cái sự hóa thân khác nhau, khá là khó so sánh. Và để xem coi là kết quả cuối cùng là cái phần nhịn nữa một chút sẽ thuộc về ai nha. Dạ. Trước khi đến với phần thả tim của ban giám khảo thì như thường lệ thì chúng tôi sẽ có dịch vụ bán tim. Không biết là hai bạn có muốn mua tim để mà giành được số điểm cao cho mình không? À, mua hết luôn. Vậy là bạn Biển là quyết định mua hai quả tim vàng đúng không? Còn em, Quốc Trạng? Dạ, em cũng mua luôn. Thì như vậy là hai thí sinh của chúng ta đã chọn lựa mua mỗi người hai quả tim ạ. À, số điểm của ban giám khảo dành cho bạn Quốc Trạng: 3 2 1. Xin mời ạ. Hai tim đến từ ban giám khảo. Số điểm dành cho bạn Biển: 3 2 1. Hai tim. Dạ, còn chú ạ. Khó khăn lắm. Thật sự mà nói, nó có sự nhỉnh nhau, nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu.
Nhưng mà trong cuộc thi thì luôn luôn lúc nào cũng phải có người chiến thắng. Như vậy là nhất tuần của Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm tuần này đã chính là bạn Biển. Xin chúc mừng bạn Biển. Và nhì tuần đó là bạn Quốc Trạng ạ. Dạ, tôi xin mời ban giám khảo lên trao phần thưởng ạ. Nhất tuần với số tiền thưởng là 10 triệu đồng đã thuộc về bạn Biển. Và nhì tuần với số tiền thưởng là 3 triệu đồng thuộc về bạn Quốc Trạng. Xin chúc mừng cả hai bạn. Hai bạn đã cố gắng rất nhiều và tất cả các thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. À, Huỳnh Lập ơi, em có lời nhắn gì dành cho hai bạn trẻ này không? Không những là lời nhắn cho hai bạn trẻ này đâu, mà Lập sẽ nhắn cho tất cả các bạn sẽ có ý định đến với chương trình của chúng ta. Đây là một cái tiền đề để cho tất cả các bạn có thể giới thiệu bản thân mình một cách rõ nét nhất. Và bên cạnh đó, chúng ta còn học thêm rất nhiều những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của các cô chú anh chị đi trước. Và đó chính là một cái nơi mà không phải là chỗ nào mình cũng có được đâu. Hy vọng rằng là với số tiền thưởng ở trong tay và những kinh nghiệm mà ngày hôm nay chúng ta có được sẽ giúp cho tất cả các bạn sẽ ngày càng vững tin hơn và phát triển trên con đường Tuyệt Kỹ Tiểu Lập. Cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều. Dạ, con xin cảm ơn chú Trung Dân, chị Kiều Anh, bạn Huỳnh Lập và tất cả các thí sinh, và đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian với Tuyệt Kỹ Tiểu Lâm. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty MNT Picture thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Tuần sau, với những gương mặt mới hứa hẹn mang đến sân khấu Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm những tiếng cười giòn tan. Và ai sẽ là người chinh phục ban giám khảo và giành chiến thắng nhất tuần? Tất cả sẽ là những ẩn số đầy thú vị. Sao đi khạp, đạp thế nào, đi tập gym, ăn đi chứ xài cạp cạp. Em ơi! Ủa nhưng mà nhìn anh giống báo lắm mà. Dạ giống. Báo gì? Báo đời á. Bên em có cái món này ngon này chị ăn không? Món gì vậy? Chị quen ăn sơn, ăn hào, ăn hải, ăn vị rồi. Ăn món tầm thường chị ăn không quen. Ăn sơn, ăn hào, ăn hải, ăn vị. Chúng ta sẽ cùng đón xem chương trình Tuyệt Kỹ Tiểu Lâm sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.